Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế đêm 8 tháng 3 thứ 6 Vâng, xin uh, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những uh, nữ quý khán thính giả của chúng tôi một tối đêm uh, 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc và có những giây phút uh, ý nghĩa bên những người thân yêu. Vâng, đặc biệt là những quý vị khán thính giả quan tâm tới nước Nga và Putin thì chúng tôi xin gửi tặng hình ảnh của Putin. Vâng, thời điểm cách đây 1 2 năm thì ông Putin cũng đã đăng một cái video chúc mừng phụ nữ trên toàn thể thế giới. Trong đó thì vâng cơ bản ông cũng chúc những người phụ nữ, những người mà sinh ra những người đàn ông và những người phụ nữ khác trên thế giới và đã sát cánh với họ đến uh, gọi là đầu bạc răng long. Rồi ông ấy uh, nói rằng là những người của chúng ta luôn là những người phụ nữ uh, cổ vũ chúng ta hết mình khi chúng ta chiến đấu và đem lại uh, tất cả những niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. À, nhìn chung là Putin là một người đặc biệt lịch thiệp trong giới lãnh đạo của thế giới hiện nay khi cư xử về những với những người phụ nữ từ người già cho đến trẻ nhỏ. Những lời chúc của Tổng thống Putin cũng bắt đầu luôn cái chương trình chém gió ngày hôm nay của chúng tôi nhân ngày Quốc tế phụ nữ, không có đánh đấm gì nữa. Và cơ bản thế giới năm hôm nay thì cũng không đánh đấm quý vị ạ, cũng có thể là họ dành những cái sự tôn trọng cho những người phụ nữ đúng không ạ? Tuy nhiên thì với những người phụ nữ Nga, đặc biệt là các nữ phi công thì chúng ta thấy rằng là họ vẫn làm việc. Đây là hình ảnh của các cô gái nữ phi công Nga sau khi trở về từ các nhiệm vụ thả bom FAB ngoài mặt trận. Vâng, tinh thần khí thế có vẻ rất cao sau khi mà đã nhận lời chúc mừng của Putin. Tuy nhiên thì uh, trong thời gian gần đây, uh, Putin hay nhắc nhở tới vấn đề uh, và một cái vấn đề rất quan trọng trong cái giá trị truyền thống của gia đình. Nhưng mà tôi biết rằng, đấy là một trong những thách thức lớn của nước Nga trong thời gian sắp tới. Đó là vấn đề gọi là sinh đẻ, đúng không ạ? à uh, uh, những ngày trước khi mà ông đọc thông điệp liên bang thì ông ấy thường uh, kèm theo những cái thông điệp khuyến khích những gia đình gọi là đẻ thật nhiều con, càng nhiều càng tốt. Năm nay thì uh, tuy ngày hôm nay thì ông cũng không có chúc về chuyện đẻ đái, đấy thế nhưng mà mấy mấy ngày hôm trước thì ông ấy nói rất nhiều, ông chúc phụ nữ này nọ vân vân, nhưng mà ông đều dặn một điều rằng là uh, những người phụ nữ Nga là những người mà tuyệt vời nhất, đấy và quý vị đừng quên sinh nở đều đặn phục vụ đất nước. Bây giờ thì cái việc đấy nó không phải là một cái việc gì mà nó quá là đặc biệt nữa. Ở Đức Nga bây giờ thì đó là một cái chính sách uh, gọi được ưu tiên của toàn đất nước. Những thời gian gần đây thì Putin đã ra rất nhiều những cái chính sách mà khuyến khích nhập cư, uh, thậm chí là nhập cư từ những cái nước như là Mỹ, đúng không ạ? Anh, Vân vân. Có nghĩa là những ai tôn trọng những cái giá trị Nga thì nước Nga lúc nào cũng rất cởi mở cộng với việc khuyến khích chính sách sinh đẻ ở nga cho thấy rằng là nước nga đang nhắm tới một cái chiến lược phát triển uh, nó bài bản và nó bền vững uh, không như trước đây thì uh, nó khá hời hợt đúng không ạ nhưng mà bây giờ thì họ đã có một cái chiến lược phát triển liên quan cái chuyện đó thậm chí ở uh, quốc gia duma nga uh, thì uh, những vị nghị sĩ cũng không giấu giếm họ nói thẳng ra là họ chúc Uh, những người phụ nữ uh, vui vẻ hạnh phúc vào ngày mùng 8 tháng 3 còn họ chúc những người đàn ông mà hãy trao tặng món quà tốt đẹp nhất cho những người phụ nữ, làm cho những người bạn gái, những người vợ của mình có bầu. <laughs> một một lời chúc rất thú vị đúng không ạ? Đặc biệt là ông ấy nói rằng là nếu như mà không làm được cho có bầu thì ít nhất cũng, cũng tặng hoa đấy. <laughs> vâng đây là những vị nghị sĩ quốc gia Duma nga để mà chúc những người đàn ông nga thôi nha quý vị nhé chứ không phải là việt nam và ông ấy có nói rằng là một cách hợp pháp và không say xỉn đấy chứ không phải là liên quan tới việc bất hợp pháp đâu chứ không người say xỉn xong rồi lại bất hợp pháp thì hôm sau lại mở mắt ra thấy đã mặc đồ của Juventus đúng không ạ đấy lại hợp đồng còn tận 10 năm nữa thì thôi đấy vâng tuy nhiên thì chúng tôi quay sang ukraine À, những ngày này ở những uh, tiệm bán hoa ở ép thì cũng rất đông. Chỉ có một cái điều rằng là cái đoạn sau của cái video này khi người ta uh, đưa ra những ưu đãi giảm 25% giá bán hoa cho các chàng trai uh, nhân ngày mùng 8 tháng 3. Tuy nhiên một điều rất đặc biệt là ở dưới ngay cái bó hoa mà tôi đang chỉ vào thì nó có hình ảnh của hai uh, gọi là chiến binh, nam chiến binh hôn nhau hôm trước thì uh, quý vị còn nhớ khi ông zelensky ông ấy có một cái chuyến thăm uh, tới quốc hội nước mỹ trong đó thì ông ấy đã có một cái bài phát biểu uh, cơ bản thì tôi không nhớ chính xác là ông nói gì nhưng mà cái đại ý nó là gì là nếu như các ngài mà không gửi tiền viện trợ khẩn cấp thì những cái người hưu trí của chúng tôi ở ukraine sẽ chết đói Đấy, đại khái nó như vậy tức là không có tiền để mà có thể sinh sống bình thường Ngày hôm nay thì có vẻ như lần này ông Zelensky đã giữ lời hứa của mình. Cơ quan thống kê của Ukraine đã cho biết một cái thông số gọi là giật mình. Đến thời điểm này thì nợ hưu trí của nhà nước Ukraine với những người đã về hưu đã vượt quá 1,7 tỷ đô la. Và con số này đang tăng một cách cực kỳ nhanh chóng. Vâng, quan chức của Bộ Chính sách Xã hội Ukraine vừa cho biết rất thú vị, ông Zelensky và ông Joe Biden có những cái điểm rất giống nhau là đôi lúc là các ông ấy cũng giữ những cái lời hứa và nói rất thật. Mặc dù là nhà nước Ukraine cho biết rằng họ không có tiền để chi trả cho những người hưu trí, nhưng mà quốc hội nước này thì vừa đã thông qua một cái ngân sách để phân bổ tới 152 triệu hryvnia tức là cái đồng tiền nội tệ của Ukraine đấy để mà ngăn chặn những kênh truyền hình nga, những đài truyền hình nói tiếng nga ở Odessa, Kiev và bảy tỉnh thành khác. Ờ, như vậy là rõ ràng các cụ nhà chúng ta đã từng nói, đúng không ạ? Câu chuyện trong đời nó chỉ là vấn đề đặt cái ưu tiên thôi. Cũng một thông tin liên quan tới Ukraine. Trước đây thì quý vị cũng đã từng thấy rằng là uh, các nhà lịch sử học Ukraine đã cho rằng là Chúa Giêsu thì là người gốc Ukraine. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vào mặt trăng à, và tôi nghĩ là nào quý vị và cũng là người Ukraine và rất nhiều thứ khác Ukraine nữa mà toàn những thứ hoành tráng thôi. Ngày hôm nay thì uh, lại tiếp tục uh, những ấn phẩm mà được uh, nhà nước đầu tư để thúc đẩy cái sự uh, tinh thần uh, quốc gia dân tộc cũng như là niềm tự hào dân tộc. Thì uh, ấn phẩm Lvov đã cho ra một cái nghiên cứu khảo cổ học tại vùng Transcarpia ở ngôi làng Valley. các chứng cứ khảo cổ học uh, thời uh, tiền sử cho thấy những công cụ đồ đá thời đại này có uh, niên đại 1,5 triệu 1,4 triệu năm trước đây cho thấy một bằng chứng cực kỳ là vững chắc về việc là những người đầu tiên có mặt tại châu Âu chính là những người Ukraine và sống ở vùng đất Ukraine. Vâng, có thể nói là trong rất nhiều những cái tình cảnh đang rất khó khăn, thì dân chúng Ukraine nghe được tin này nô nức phấn khởi, gọi là vui hết nấc. Những nhà khảo cổ học này thì cho biết rằng trên hình ảnh đây chính là những cái viên đá mà tổ tiên của người Ukraine cũng là tổ tiên của người châu Âu đã sử dụng trong cái thời kỳ gọi là tiền sử của mình để mà chống lại thú dữ, rồi kẻ thù, vân vân. Và nó có hình cái chữ U với chữ A, tức là nó là cái kiểu Ukraine đấy, đấy. Cho nên là họ có một cái sự liên hệ với đất nước của mình. Và không biết rằng là những viên đá này thì có liên hệ như thế nào không, nhưng mà tôi có thể là đi tới một cái gọi là mắt xích rất là logic, đó là tổ tiên của họ đã dùng những hòn đá này và con cháu của họ ngày nay chắc là cũng sẽ phải dùng những hòn đá này để đánh nhau với Nga trong thời gian tới. Khả năng là rất cao quý vị, ạ bởi vì nên công nghiệp quốc phòng bây giờ nó chỉ sản xuất được bu lông ốc vít thôi, đấy mà viện trợ của phương Tây thì càng ngày nó càng cạn kiệt. Đến với một thông tin liên quan tới uh, sự kiện của ông Zelensky được uh, chỉ định làm đại sứ của Ukraine tại Anh, trong một cái nỗ lực đại khái là gọi là giúp đỡ của Tổng thống Zelensky muốn uh, thu xếp công an việc làm và việc nhẹ lương cao cho những uh, người chiến hữu của mình. Tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng ta khi đưa hình ảnh này lên thì chúng tôi nhớ lại cách đây khoảng độ 5 tháng. Ông Zelensky lúc bấy giờ đã trước khi hình ảnh này xảy ra thì ông ấy đã tặng ông Zelensky một khẩu súng. Đúng không ạ? Quý vị còn nhớ khẩu súng trong một cái hộp không? Ngày hôm nay thì ông Zanuli không gọi là đồng ý với cái sự phân bổ của ông Zelensky. À, bây giờ thì chúng ta nhìn lại cái hình ảnh cái tay của ông Zanoli sau khi nhận khẩu súng. Xong rồi ông ấy lại chĩa về phía ông Zelensky. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu ra mọi chuyện nó đã được sắp đặt từ trước rồi, đúng không ạ? Và còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài chuyên gia à, khách mời thường xuyên của chương trình chúng tôi. Nhân sự kiện à, Tổng thống Pháp nói rằng là Ông sẽ cử quân ra ở cửa ngõ Odessa để chặn bằng được bước tiến của Putin về thành phố cảng này. Và sự kiện ở Quốc hội Mỹ, người ta vẫn chưa thông qua gói viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine. Thì chuyên gia này đã cho biết rằng là bây giờ thì những người nga đã đánh chiếm cả quốc hội của Mỹ rồi. Và bây giờ nước Pháp của chúng ta đã trở thành người lãnh đầu, uh, lãnh đạo của cái thế giới tự do. Điều này thật là bất ngờ, nhưng mà sự thật nó đã xảy ra như thế đó. Nước Pháp đã sẽ cử quân đội trong trường hợp mà nước Nga tiến công về Kiev hoặc Odessa. Và chúng tôi cũng quên chưa nói với quý vị rằng là sau khi ông Emmanuel Macron nói ra cái câu này thì tướng lĩnh của ông ấy có thể nói rằng đã không kìm được một cái cơn tức giận. Mà cái đó chúng ta cũng đã dự báo từ trước, đúng không ạ? À, tổng thống pháp trong một cái cơn giận dữ vì đã bị người nga à, gọi là đá đít ra khỏi châu phi mất đi những cái nguồn lợi từ thuộc địa vốn nuôi lớn nước pháp đến ngày hôm nay trong cơn giận dữ ông đã không bình tĩnh được cho nên là những ngày gần đây ông tìm mọi cách để mà mình gọi là ám nước nga đúng không ạ à, chứ còn cái việc đưa quân vào ukraine nó khác lắm mà không biết rằng là ông có thể giữ được cái vị trí của mình cho đến khi quân đội của ông có mặt ở nước Pháp, ở nước Nga hay không. Và tất nhiên là nếu ông mà người mà học sử ở dạng gọi là vẫn vợ ông là một nhà giáo, đúng không ạ? Chắc chắn là bà ấy sẽ bắt ông học lịch sử rồi. Và tất nhiên là cách đây hơn 100 năm thì hoàng đế vĩ đại của nước Pháp cũng đã từng đến nước Nga. Chuyện ra gì ra xảy ra với lại tổ tiên của nước Pháp chúng ta cũng đã biết vâng trong khi đó thì một tài khoản thân thuộc Jay in App đã cho chúng ta những cái lời khai sáng vâng quý vị còn nhớ rằng là trước đây cách đây cũng không uh, lâu mấy hôm thôi thì uh, chính uh, người anh hùng dây này đã gọi những người mỹ là những người anh hùng đúng không ạ bây giờ thì anh đã nói rằng là nước mỹ uh, đã bị tê liệt bởi vì những kẻ khốn lập dị <laughs> của chúa jesus vâng máu thật những kẻ bệnh hoạn nghiện các loại nội dung gọi người lớn đang kiểm soát quốc hội, trong khi các đồng minh uh, châu Âu của chúng ta tiếp tục gửi những nguồn viện trợ uh, lớn đến giúp đỡ Ukraine. Ngày hôm nay, thông tin uh, uh, rất vui là nước Anh đã gửi tới 500 triệu đô la tiền hàng đến để chúng ta nghiền nát bọn man dợ. Vâng và, và ngày mai tôi đoán rằng là lại bọn lập dị mới lại bọn hậm hĩnh mới bọn rác rưởi uh, gọi ngoài đảo sương mù. Khi mà món hàng mà bọn chúng hứa với chúng ta đã đến chậm uh, gọi là 7 ngày đúng không ạ? Những ngày gần đây thì uh, chúng tôi thấy những người dân Ukraine, uh, quân đội Ukraine và những cái kiểu người như này cũng không gọi là tiếc lời để mà xỉ vả đồng minh của mình một cách thậm tệ còn hơn cả xỉ vả Putin. Ngày hôm qua, thì cũng là một ngày uh, Thụy Điển chính thức đã gia nhập uh, Nato. Vâng, quý vị còn nhớ Ilya Ponomarenko, đây là một người uh, gốc nga, vốn là một công dân nga, sau chiến cuộc xảy ra thì đã uh, đào ngũ sang Ukraine. Từ đó thì anh đã dựng nên những công ty truyền thông uh, để mà làm tuyên truyền cho chính phủ Ukraine. Nhưng mà được một thời gian ngắn, khi quyên góp được một số tiền lớn thì anh đã bay sang Mỹ để mà mua một căn biệt thự triệu mấy đô la và tiếp tục chiến đấu với người Nga ở khoảng cách 10.000 km. Hôm nay thì anh đã chúc mừng những người Thụy Điển, kể từ ngày hôm nay thì không có bất kỳ một quả bom nào của người Nga sẽ dám rơi ở trên bầu trời Thụy Điển nữa. Nếu như liên minh của chúng ta vẫn còn cái sự quyết đoán để mà khiến Putin hiểu rằng điều khoản số 5 vẫn còn hiệu lực. Ukraine của chúng ta sẽ nhanh chóng gia nhập NATO thôi và đây là lý do mà tôi thấy anh ta đã đào ngũ khỏi nước Nga, đúng không ạ? À, thứ nhất là Thụy Điển chưa bao giờ ăn bom ăn đạn của Nga, cho nên là kể từ ngày hôm nay không còn bom đạn của Nga rơi trên bầu trời Thụy Điển nữa thì có nghĩa rằng là từ trước đến giờ là bom của Nga toàn rơi ở đất nước đó. Như vậy là không biết gì về lịch sử hiện đại và tất nhiên là cả cổ đại nữa, trung đại nữa. Thứ hai là Ukraine chúng ta sẽ sớm vào NATO. Vâng. Hãy động não để hiểu rằng cuộc chiến này tại sao nó xảy ra. Đúng không ạ? Nó xảy ra bởi vì người ta muốn Ukraine ở ngoài NATO còn đánh nhau với Nga. Chứ còn nó vào rồi thì chẳng nhẽ cả bọn để đánh nhau với Nga à. Và những người mà có những bộ não như này vẫn sở hữu những ngôi nhà hàng triệu đô la ở một vùng đất xa xôi. Đấy là lý do chúng ta thấy uh, những người bị kẹt lại trong đất Ukraine, đúng không ạ? Đó là những cái người dân rất bình thường và họ là những người rất là kém may mắn. Cuối cùng họ sẽ bị uh, quân đội Ukraine uh, lôi ra chiến trường và ngồi chờ bom đạn rơi vào đầu. Và trong quá trình đó thì họ lại đi lắng nghe những cái kẻ như thế này, đúng không ạ? Và một tài khoản uh, khác cũng uh, tích cực không kém. Nhìn chung là xung quanh ông Zelensky toàn những người tích cực. Bom FAB 500 của Nga chủ yếu là chém gió. Hầu hết các nguồn tin ở chiến trường cho biết là những quả bom này rất là không chính xác. Rơi cách xa mục tiêu và không có khả năng tấn công gây tổn thất cho những cái công sự bê tông bằng bê tông cốt thép. Hãy cứ để bọn chúng tiếp tục ném những quả bom đấy vào không khí cho đến khi nào mà chúng cạn kiệt thì thôi lúc bây giờ ukraine của chúng ta sẽ tiến hành cuộc tổng phản công vâng cuộc tổng phản công của chúng ta đang đến rồi vâng cái này thật đấy quý vị đúng không ạ không phải là tuyên truyền đâu à, họ tin vào điều đó thật có nghĩa là họ đã bị tuyên truyền vâng tài khoản này thì không cần giới thiệu rồi ai cũng nhớ về aston kirilo một người mà đã từng là nữ à, đã từng là nam rồi chuyển sang nữ rồi chuyển sang nam rồi chuyển sang giữa nam và nữ vì trong quá trình uh, chuyển uh, sang nữ ngược lại thì anh đã hết tiền để mua hóc môn. Nhân sự kiện uh, Nga tấn công vào Odessa, tí nữa thì rơi vào ông Zelensky, mặc dù là chỉ cách uh, về khoảng thời gian một tiếng đồng hồ. Thì anh chàng và cô nàng này đã có một bình luận hết sức là chuẩn xác khi nói rằng là bọn chúng đã cố gắng uh, để mà sát hại Zelensky của chúng ta, nhưng bọn chúng đã thất bại và cái chết của putin là không thể tránh khỏi vâng lúc này chắc là putin đang rất là run sợ nhưng nghĩ cũng đúng đúng không ạ à, cuối cùng thì ai mà chẳng phải chết chỉ có điều là khi chết thì à, bà con thân bằng cố hữu đến thì còn đọc là vâng anh putin đúng không ạ hoặc ít nhất là chị putin chứ còn cái anh clito này thì không biết là đọc uh, là anh hay chị Thế còn uh, trong bản cáo phó thì đọc là uh, uh, sinh thời uh, anh ấy, và gạch chị ấy. Uh, và, uh, tí nữa thì thực hiện được cái uh, gọi là cái nguyện vọng của đời mình là chuyển giới đi, chuyển giới lại hai ba lần liền. Sinh thời thì anh uh, tí nữa hoàn thiện được tâm nguyện uh, tiến về thủ đô Moscow, uh, chỉ còn cách khoảng độ một nghìn km. À, sinh thời thì anh cũng uh, có một nguyện vọng là chuẩn bị làm chuyện tèn tén ten với Putin. Nhưng rất tiếc là anh lại ra đi trước Putin chỉ có khoảng vài chục năm. À, chúng ta sẽ sang uh, khu vực các nước châu Âu. Những ngày gần đây thì uh, các tập đoàn lớn như là PepsiCo, rồi là... vâng, uh, cái gì nữa? Neste, Ma, tức là ba cái tập đoàn mà gọi là đồ ăn... Uh ăn uống thực phẩm đấy mà rất nổi tiếng ấy, đúng không ạ? Đã lo suốt vó khi mà Bộ trưởng Quốc phòng của một cái siêu cường khổng lồ ở vùng Baltic Estonia đã cho biết rằng là nước của ông thì sẽ gỡ bỏ hoàn toàn sản phẩm ra khỏi những cái khu vực mà có quân đội sử dụng bởi vì là ba sản phẩm này vẫn hoạt động ở trong nước Nga và vẫn là những kẻ khủng tài trợ những kẻ khủng bố quốc tế Vâng, trong khi đó thì uh, cơ quan siêu tình báo của này nước này cũng đã ra một cảnh báo hết sức là gọi là động trời. Không có gì thay đổi thì uh, gọi là mùng 8 tháng 3 uh, chắc là sắp đến. Lần này thì họ chỉ chậm có khoảng 1-2 ngày thôi. Vâng, trong khi đó thì lãnh đạo của uh, cái ngôi làng Estonia. Vâng, xin lỗi quý vị là ngôi làng nhưng mà trá hình dưới uh, hình thức của một quốc gia vẫn tiếp tục uh, nhập khẩu những cái ngành hàng quan trọng uh, từ nước nga và vẫn tiếp tục trục xuất những người nói tiếng nga ra khỏi đất nước lần này có vẻ như họ đã trục xuất cả những ca sĩ những uh, bác sĩ những giáo viên vân vân chỉ bởi vì họ không biết nói tiếng estonia tức là nói tiếng nga giỏi hơn nói tiếng estonia và, và chúng ta được biết rằng là putin thì đang cần người đúng không ạ bên uh, này thì chắc chắn là putin cũng lo sốt vó Vâng, quay trở lại cái sự kiện ở châu Âu khi Tổng thống Macron hôm nay đã nói về việc rằng là quốc gia của ông sẽ làm tất cả mọi thứ để mà ngăn chặn đại quân của Putin tiến vào Odessa, Kiev. Và tướng lĩnh của ông có vẻ không đồng lòng lắm, nhưng mà cái đó thì cũng rất dễ hiểu. Bởi vì những vị tướng lĩnh thì ai muốn đánh nhau đâu. Tuy nhiên thì người Tổng thống Pháp mà tiền nhiệm của ông là ông Hollander đã đưa ra một trong những lời khuyên rất nhẹ nhàng tổng thống đã nói rằng là em này emmanuel macron tốt nhất là lên im miệng vâng ngậm miệng và im lặng khi nói đến cuộc chiến ở ukraine sau đấy thì được tin rằng là cánh báo giới hỏi là tại sao ông lại nặng lời với lại người gọi là tiền hậu nhân của mình như thế thì ông nói rằng là tốt nhất là anh ta hãy làm giống tôi nếu không im miệng được thì hãy nói một đằng làm một nẻo đúng không ạ như là chúng tôi đã từng Uh, hứa với người nga là thực hiện thỏa thuận binh hai để câu giờ cho ukraine và bây giờ chúng ta đã có một cái cuộc chiến ngay giữa lòng châu âu và vâng, cũng liên quan tới sự kiện mà thụy điển và phần lan mới gia nhập nato gần đây thì nhiều quý vị uh, đã nói với chúng tôi rằng là tôi chả biết cái hai nước cái nó ở đâu và cái đường biên giới nó như nào nó cứ nhì nhằng rất khó vẽ uh, vậy thì nhờ ban biên tập là vàng cho chúng tôi xem cái bản đồ đây, và chúng tôi đã nhờ một người biên tập viên để vẽ uh, cho nó gọi là nét nền nẹ nẹt. Nhưng mà cảm giác có cái gì đó nó không ổn đúng không ạ? Thấy bảo là Thụy Điển vào Liên minh NATO mới lại phần nan nữa thì mạnh lắm, nhưng mà trông có vẻ nó không được mạnh. Đúng không, quý vị, trông nó hơi ỉu thế nào ấy. Vâng, tôi biết nhiều quý vị đang nghĩ gì rồi. Nhưng mà tôi thích hãy xem vị cựu đại sứ mỹ tại nga nói gì michael mắc lỗi đã nói rằng là thêm một bằng chứng nữa cho thấy putin là một thần đồng ra sao chỉ trong uh... vâng một tay anh ta ông ta đã kết thúc hai uh, thế kỷ uh, gọi là trung lập của thụy điển vâng còn chúng tôi thậm chí là còn ném đá giấu tay uh, chúng tôi thì biến thụy điển từ một cái đất nước hạnh phúc giàu có Uh, gọi là đáng sống nhất thế giới Bây giờ nó trở thành một cái vũng bồn tội phạm của châu Âu Cho nên là Putin thần đồng mà chúng tôi còn gọi là thiên tài hơn Nói chung là những người mà thân NATO Thì người ta nghĩ rằng đây là một cái mất mát cho người Nga Về Phần Lan thì chúng tôi cũng đã nói không có gì để nói Nhưng mà trường hợp Thụy Điển đúng không ạ uh, Vâng Thụy Điển cách sau 15 năm bây giờ nó như nào chúng ta cũng đã biết Bây giờ vào NATO thì cơ bản là vào dựa hơi, theo đó man tàn, nhưng mà vừa vào thì đã bắt huy động, đóng tiền rồi tập trận, rồi uh, cuối cùng là trở thành kẻ thù của nước Nga. Tỷ lệ mà nước Nga uh, tấn công Thụy Điển chắc là nó dưới 0%, đúng không ạ? Nó âm phần trăm. Thế mà cuối cùng thì người ta đã dựng lên những cái con dối thế nào để mà những con dối đấy nói với người dân rằng là uh, nước Nga đã ném bom vào nước chúng ta, đúng không ạ? <laughs> và Putin sẽ không dừng lại Ukraine và nước tiếp theo chắc là Thụy Điển. Lúc bấy giờ chắc là Putin phải trèo thuồng, trèo xuồng của những người vi kinh cổ đại để sang đánh chiếm Thụy Điển mất. Mà sang cái đất Thụy Điển đấy thì nó có cái gì đâu, nó chỉ có băng với tuyết mà băng với tuyết thì người Nga có đầy. Cả cái xã hội nó buồn như chấu cắn, đúng không ạ? Ngày xưa nó buồn thì nó thanh bình nó còn đỡ Nhưng mà bây giờ buồn nó lại còn toàn cả tội phạm nữa thôi À, chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình giao lưu và uh, cùng quý vị những câu hỏi liên quan tới chuyện uh, nhân tình thế thái thế sự chúng ta sẽ bắt đầu chương trình uh, giao lưu câu hỏi cùng quý vị với một câu hỏi liên quan tới cấm vận Nếu Mỹ áp đặt các lệnh cấm vận theo phong cách Iran đối với lại Trung Quốc cắt khỏi hệ thống Swift trừng phạt tất cả các tổ chức liên quan tới việc làm ăn với trung quốc cắt tất cả các cái mối quan hệ với trung quốc ngoại giao vân vân nói tóm lại là cách ly hoàn toàn trung quốc khỏi nền kinh tế toàn cầu thì trung quốc có sụp đổ hay không tại sao mỹ không làm vì biết rõ trung quốc là kẻ thù số một của mỹ vâng để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải đến với một cái khái niệm cơ bản liên quan đến cấm vận đúng không ạ? Tất nhiên là cấm vận theo cách này là cấm vận mà nó có hai cách lớn, cách đầu tiên là của hội đồng an liên hợp quốc để cấm vận một cái nước nào đó đã làm bậy, đúng không ạ? Còn cái kiểu tấm vận thứ hai thì thích thì cấm vận thôi đấy và cấm vận thì uh, lôi theo băng đảng để cấm vận người khác và dựa vào cái thế ưu thế của mình về vấn đề kinh tế, đúng không ạ? Cơ bản nó là như vậy. Một nó là cấm vận uh, theo luật quốc tế, hai là cấm vận theo luật rừng. Cấm vận theo luật quốc tế thì là bắt buộc theo luật rồi. Có muốn hay không thì cũng phải cấm vận và không được phép làm ăn giao dịch mặc dù nó có thể gây tổn hại tới chính bản thân mình. Đấy, thế còn cấm vận theo luật thì thích cấm ngành này thì cấm mà ngành kia thì cấm. Tùy mình chọn, mình cấm nó nhưng mình vẫn làm bán cho nó rồi mình cấm nó, mình không mua của nó nhưng mà mình nó mua của mình. Đại loại là nó cái đấy nó phong phú đúng không ạ? Thế thì cái trường hợp mà cấm vận Trung Quốc hay là cấm vận Nga nó liên và quan tới cái vấn đề thứ hai, tức là phong cách thứ hai. Vậy chúng ta thấy rằng là các hoạt động tấm công cấm vận của thế giới phương Tây và người Nga mặc dù nó rất ồ ạt nhưng mà nó không có đem lại cái kết quả mong muốn. Mà cuối cùng thì nó lại gây ra những cái sự đổ vỡ nhất định ở thế giới phương Tây, đúng không ạ? bởi vì nó dựa trên một cái nguyên tắc rất cơ bản chúng ta nhìn thấy là nước nga họ rất rộng lớn họ rất giàu tài nguyên nước nga là nước có cái nguồn tài nguyên có trị giá lớn nhất thế giới Đấy, tài sản tự nhiên của họ lớn nhất tài sản công nghiệp tài sản ngành hàng vân vân trung quốc lớn nhất thế giới tài sản tài chính mỹ lớn nhất thế giới như vậy là cả ba cái ông này thì mỗi ông có một cái kiểu tài sản lớn nhất thế giới theo cách của khác nhau và đều là ba thứ quan trọng nhất À, để mà người ta nói rằng nó đại diện cho cái tam cường đấy đúng không ạ à, thế giới đa cực đấy cái câu chuyện rằng là người nga thì à, cái chuyện họ nhiều tài sản tự nhiên đến mức độ nó cũng chính trở thành một cái lời nguyền của họ đó là họ không có quan tâm gì tới việc phát triển những cái vấn đề khác giống như trung quốc nền công nghiệp đúng không ạ và giống như mỹ nền kinh doanh tài chính thương mại và hai cái nước này nhưng bây giờ nước nga thì nó đã khác hơn cũng bởi vì nhờ những lệnh cấm vận như vậy thế thì cái câu chuyện rằng nó có quá nhiều tài sản mà những cái tài sản tự nhiên đấy thì nó khác với lại các tài sản khác là ai cũng cần đúng không ạ mà đặc biệt là chúng ta thấy những cái thứ nó rất thiết yếu uh, trừ cái vũ khí ra thôi trong cái bộ tam của người nga là họ có vũ khí họ có lương thực và họ có năng lượng đúng không ạ năng lượng và các loại tài nguyên thiên nhiên và vốn càng ngày nó càng khan hiếm thế thì chỉ có mỗi vũ khí là người ta không có cần đến mức độ là, là nếu không có thì người ta sẽ chết đúng không ạ, đấy tức là nó không cần đến mức độ sinh tồn. Thế nhưng mà hai cái còn lại những thứ liên quan tới thế mạnh người nga là lương thực, phân bón và các loại nguồn năng lượng và nguyên vật liệu thô đúng không ạ, khoáng sản thì là những thứ nó nước nào cũng cần kể cả những nước kẻ thù của nga cần theo kiểu là nếu như mà không có anh thì gọi là không có em thì anh lăn ra chết nôm na là gì cái nhu cầu của những cái ngành hàng của nga nó rất lớn và nó là những mặt hàng mà người ta gọi là những mặt hàng tối cần thiết do đó thì bất chấp những cái sự ngăn cản của một cái thế lực nào đó mà những thế lực đấy bản chất họ cũng cần đúng không ạ thì người ta cũng sẽ tìm cách nga không tìm đến họ thì họ sẽ tìm đến nga câu chuyện đó là điều khoản mà thôi và nó là vấn đề thời gian mà thôi. Còn kể cả các nước này mồm thì nói là cấm vận nhưng mà họ vẫn âm thầm. Họ mua trực tiếp một cách bí mật hoặc mua qua thông qua đối tác thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu một cách gián tiếp. Nhưng ở đây chúng ta vẫn nói đi nói lại là cái câu nó cần, đúng không ạ? Nó cần thiết. Và nó không mai một theo thời gian. Gần như tất cả các loại khoáng sản trên thế giới thì ngày càng người ta càng thấy nó khan hiếm và nó cần hơn ngày xưa. Đúng không ạ? Sắt thép cần hơn, Bom đạn nhiều thì cần sắt thép mà. À, xây dựng nhiều cần sắt thép. Vàng viếc cũng càng ngày càng cần trong công nghiệp chiến tranh. À, pin ni ken, ni kiếc. Rồi khoáng sản lithium. Rồi gỗ kiếc. Nói chung là ý tôi nói là lương thực thực phẩm nó cũng vậy. Nó không có cái gì nó ít, nó nó bớt cần đi. Mà càng ngày nó càng cần nhiều lên. Cái điều này nó rất khác biệt và nó, nó có một cái hàm ý tương lai nha quý vị nhé. Bởi vì nếu chúng ta nói về một cái thứ của người Mỹ ấy. Để mà nói rằng nếu bây giờ mà người ta tấn công vào người Mỹ thì người Mỹ có cái gì mà thế giới không cần hay không? Thì tất nhiên là họ cũng có. Nhưng mà cái vũ khí lớn nhất của người Mỹ là đồng đô la. Đúng không ạ? Đồng đô la và tất nhiên là vũ khí. Vũ khí thì bây giờ nó người ta không cần thì người ta cũng vẫn phải dùng của Mỹ. Bởi vì mũi nó đang mạnh, không cần thì nó lấy dĩ vũ khí nó dí vào mồm, buộc phải nuốt. Đúng không ạ? Đồng đô la cũng vậy, cả thế giới đang cần. Và bây giờ thì có những cái bộ phận trên thế giới người ta mang súng đến người ta dí vào đầu người ta bắt ngậm đô la, cho nên là vẫn phải ngậm đô la. Thế nhưng mà có một cái đại bộ phận trên thế giới dần dần bây giờ người ta đang phi đô la hóa. Đúng ạ? À. Có nhiều nơi bây giờ đô la nó không cần nữa. Đấy tôi đang nói về cần ở cái mức độ là sống còn. Ví dụ như nền kinh tế Nga bây giờ gần như nó độc lập khỏi cái đồng đô la. Đúng không ạ? Cái đấy là cái nó đã nó đã sang xảy ra và rất nhiều các quốc gia trước đây mà dự trữ đồng đô la thì bây giờ họ đã tiến tới những thỏa thuận song phương đa phương không dùng đô la thanh toán nữa. Có nghĩa rằng họ không cần đô la nữa. Chúng ta phải hiểu cái yếu tố cần ở đây là đồng đô la nên nó không mất đi mà có nghĩa rằng là họ không chuyển cái đồng tiền nội tệ của họ để mua đồng đô la, đúng không ạ? Mà họ mua được đồng tiền khác hoặc là họ mua vàng, họ là sử dụng đồng tiền của họ vợ chứ nó không phải là người ta không cần tiền. Đúng không ạ? Mình phải hiểu cái ý của nó ở trong đấy, chứ còn ai cũng cần đô la cả. Có nghĩa là ai cũng cần đô la, ai cũng cần tiền Việt, ai cũng cần tiền uh, các đồng tiền nào đó mà có khả năng chuyển đổi. Nói nôm na như vậy cho xong. Và có nghĩa rằng là đồng đô la nó không còn ý nghĩa đúng không ạ? Nó không còn quan trọng như ngày xưa nữa bởi vì nó không còn là cái tối cần thiết nữa. Và ở đâu đó người ta đã có thể sống thiếu nó được rồi. Đúng không quý vị? Đấy cho nên nhiều quý vị cứ hỏi chúng tôi bảo là ông không có đô la ông có sống được không? Ông có mua iPhone được không? vân vân đồng ý nhưng cái đấy là vấn đề khác. Còn cái vấn đề là cả những quốc gia lớn mà người ta không dùng đô la, người ta trao đổi thương mại, dự trữ nữa thì đấy mới là cái vấn đề nó nguy hiểm. Và với cái tốc độ in tiền, tốc độ bán nợ như kiểu của Mỹ và tỷ lệ lãi suất các cái thao túng chính sách tiền tệ kinh tế như vậy thì đồng đô la ngày càng nó mất đi cái vai trò. Đấy chứ còn cái tỷ giá mọi thứ bây giờ nó chỉ là tạm thời thôi. Thế thì để mình nói một cái điểm là gì, nếu như mà thế giới cấm vận người Nga, nhưng mà Nga lại có những nguồn hàng mà thế giới cần thì có nghĩa rằng cái đấy nó cấm vận nó sẽ không đạt được cái hiệu quả như mong muốn và thực tế nó đã chứng minh nó đã làm cho Nga còn mạnh hơn trước rất nhiều. Bởi vì là các cái nguồn hàng của họ trước đây bán cho thế giới phương Tây, bây giờ họ đã điều chỉnh lại để nó có mức giá khác, nó có vào thị trường khác tức là mỗi một cái hàng hóa 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 của họ đi ra nó đã tối ưu hơn trước, đúng ạ. Thậm chí là những cái tháng gần đây nga bán ít hàng hơn nhưng mà lại ngân sách thu về nó lại gọi là kỷ lục hơn trước. Đấy, có nghĩa rằng là họ tối ưu cái việc mà bán những cái nguồn tài nguyên của họ ra, gọi là bán máu đấy. Thế thì bây giờ nguyên tắc như vậy chúng ta đã thấy rằng là không thể cấm vận khi mà người ta có những cái đồ mà cả thế giới dùng, đúng ạ, cần. Bởi vì đơn giản là không chỉ là người ta cần như thế chỉ nói là mồm là tôi cần đâu, mà nếu mình đơn giản là nếu như mà thế giới mà không có buôn bán với người Nga mà cắt ra cách ly hoàn toàn thì các câu chuyện rằng là toàn bộ những nguồn cung những mặt hàng của Nga đối với thế giới nó sẽ tăng giá chỉ trong một đêm đến tận trần. Đơn giản là bây giờ ấy, nếu như mà thế giới này mà cắt đi cái nguồn dầu của Nga thôi, chỉ dầu thôi nhá, thì khẳng định là giá dầu nó sẽ tăng đến một mức 150 đô la hoặc là đến 200 đô la. Đấy là nó chỉ cần cắt đi một nửa nguồn cung của Nga thôi. Còn nếu đi cắt đi 100% thì người ta chưa dám dị báo kịch bản đó. Và nếu giá dầu tăng như thế thì Mỹ chết ngay, đúng không ạ? Phương Tây chết ngay. Trong khi đấy thì Nga không có chết. Họ chỉ tạm đóng cửa để họ đi chơi thôi, còn họ sẽ quay trở lại, đúng không ạ? Mà không đi chơi thì người Kha cũng gọi điện cho để bảo ông về đi chúng tôi đang cần ông cho nên bây giờ những nguồn hàng của nga ấy, đặc biệt là năng lượng nó vẫn tìm cách để mà chui vào các nước châu âu mà các nước đấy thì to mồm nhất liên quan tới cấm vận nga đúng không ạ cơ bản nó ảnh hưởng tới chuỗi cung toàn cầu chuỗi cung toàn cầu thì các nước phương tây vốn là các nước thiên về thương mại và kinh tế đúng không ạ là những nước bị lụy nhất đấy, trong đó có cả trung quốc nữa tức là ba cái ông lớn này đều lụy vào được đó cho nên chúng ta thấy rằng là họ không thể để cái việc là nga bị cách ly cho nên họ mới áp giá Đúng không? Để hạn chế và hạn chế và làm cho Nga cạn kiệt tài nguyên, bán ra với một mức giá rẻ và nó không ảnh hưởng tới cái giá của toàn cầu nhưng vẫn đạt được ít nhiều cái mục đích cấm vận, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng vỡ mộng. Thế còn bây giờ chúng ta từ nguyên tắc của người Nga như vậy, chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta nhìn vào Trung Quốc. Về mặt nguyên tắc thì nó cũng giống như thế thôi, đúng không ạ? Trung Quốc thì không có xuất khẩu dầu, không có xuất khẩu khí ga. Nhưng mà họ lại sản xuất tới 60% cái, những cái mặt hàng phổ thông cho thế giới. Và những cái mặt hàng phổ thông đấy nó cũng gần như nó trở thành những mặt hàng thiết yếu. Bây giờ chúng ta hãy phân tích một cái bài toán như thế này. À, Trung Quốc đã xuất khẩu vào một cái lượng hàng vào thế giới. Là một con số rất lớn, nhưng mà cái điều này nó nói lên cái cái này này, cái này mới đáng lưu ý, nó vi tế này quý vị ạ. Cái năng lực sản xuất của Trung Quốc ấy, nó tạo ra một cái ngành hàng của nó để nó bán 100 đô vào 60% nguồn hàng trên thế giới. 100 đô, thì 100 đô đấy nó như thế nào các nước đó? Nó đẻ ra một khoảng từ 200 gần 200 uh, gần 300 đô, tức là tầm khoảng 260 70 đô gì đó. Tức là nhập 100 nhưng bán ra từ 270 đô cho đến tầm khoảng uh, 700 đô. Đấy, quý vị đấy là lý do mà chúng ta thấy có những cái đồ chúng ta mua rẻ như cho đấy, đúng không ạ? Mà ở trên mạng Việt Nam nhá, chứ chưa mà hàng Trung Quốc ấy, trên mạng Việt Nam, cũng không hiểu tại sao nó rẻ như vậy. Đúng không ạ? Bởi vì nó mua vào với giá rất rẻ và thông qua những kênh bán hàng nó có thể nâng được mức giá lên tới 22,7 lần. Còn ở nhiều nơi nó nâng được tới 70 lần, ở 7 lần. Điều đấy nó có nghĩa rằng là gì? Là nó tạo ra một cái hệ thống giá trị gia tăng cực kỳ lớn trên toàn cầu. Đúng không, quý vị? Đấy, đây mới là cái điều nó đang nói. Và tất cả cái này ấy, thì nó đều dựa vào cái năng lực sản xuất Trung Quốc mà không nước nào có thể làm được như nó. Mà đặc biệt quý vị biết là ví dụ như là Trung Quốc, hàng Trung Quốc mang sang Nhật thì bán nó tăng được thấp nhất nó chỉ tầm khoảng độ 1,7 lần à, sang Nga thì nó khoảng độ được 2,5 lần còn sang Ấn Độ nó được khoảng 4 lần nhưng mà sang Mỹ một trong nước lớn ấy, nó lại tăng tới gấp gần 6 lần đấy mà như chúng ta đã nói ấy, đúng không ạ một cái USB ở Trung Quốc nó sản xuất một đô đấy sang đến nó bán với 6 đô vậy bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng là Trung Quốc xuất khẩu 100 tỷ đô đi Đúng ạ. À. Đấy, hoặc 1.000 tỷ đô đi cho nó tom, cho nó sang mồm. Thế thì chúng ta thấy rằng là nó tạo ra cho nền kinh tế thế giới một cái giá trị gia tăng ở mức độ gọi là vài trăm tỷ đô. Nếu mức ở trung bình từ 27 cho đến 70 thì nó nằm ở khoảng độ 40 mấy, tức là 4.000 mấy trăm tỷ đô khi mà nó xuất khẩu 1.000 tỷ đô. Tức là nó đẻ ra một cái giá trị gia tăng mà gấp nó tới gọi là 400 đến 500% đối với nền kinh tế thế giới. Đúng không quý vị? Vậy thì có thể nào cô lập nó hoàn toàn được không? Cô lập được. Thế nhưng mà cô lập xong thì nền kinh tế thế giới nó sẽ sụp đổ. Đúng không ạ? Mà ai cô lập? Đúng không ạ? Chả ai. Tất cả mọi người đều cần nó. Bây giờ thì ai bây giờ? Mà nó trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì nó mới ở hội đồng đấy thì người ta mới ra lệnh cấm vận được chứ cấm vận đa phương được chứ chứ còn ở đây cấm vận đơn phương thì bây giờ ông nào xung phong để cấm vận ông nào xung phong cấm vận nó thì ông ấy chết đầu tiên đúng không ạ cho nên chả ông nào dám cả chúng ta cũng biết là nếu nói về nước mỹ thì thế giới nước mỹ họ kiểm soát ngành kinh tế bằng cái phố guôn đúng không ạ thị trường tài chính phố guôn vâng chúng ta nói thế giới ngầm hay thế giới nổi nó cũng đều qua cái đó thôi cho nên người ta gọi là phố guôn một đồng của trung quốc nó đem lại cho nước Mỹ lãi tới 500 đồng. Đúng không à. ạ? 500 đồng đấy thì nó sẽ rơi vào tay các nhà tài phiệt phố quân. Và tài phiệt phố quân kiểm soát chính phủ, chính sách của chính phủ. Vậy là cuối cùng là chủ nghĩa tư bản mà, đúng không à. ạ? Chủ nghĩa tư bản thì là lợi nhuận mà, lợi nhuận nó chi phối mọi thứ vậy là không thể rồi như vậy người mỹ nó nắm được một ở người trung quốc đã nắm được một cái top của người mỹ đúng không ạ đó là lợi nhuận họ chạy theo lợi nhuận cho nên là mỹ không bao giờ dám để mà gọi là cách ly trung quốc hoàn toàn họ chỉ chọn những cái vùng nào đấy mà nó có lợi để họ cách ly thôi đấy vùng chip chẳng hạn đúng không ạ đấy Thế nhưng mà Trung Quốc thì nó cũng khôn, nếu mà tấn công chip nó thì nó quay sang nó tấn công cái đất hiếm, mà cái đất hiếm đấy dùng để sản xuất chip, thế là ông chết rồi đúng không? và cuối cùng nó có đất hiếm rồi nó có công nghệ và và công nghiệp cuối cùng nó lại sản xuất được chip nó chỉ có chậm hơn các ông một tí thôi rồi trước sau gì nó cũng đuổi được mà cái đấy nó không phải là giỏi đúng không ạ cái đấy nó chỉ là nền tảng thôi nói thẳng như thế một cái nền tảng trong quá trình hoạt động lâu dài tạo ra một cái sự tiến bộ chứ còn nó không phải là cái thần thánh gì đặc biệt là nếu nói về cái chỉ số khoa học thì Trung Quốc lại bây giờ lại hơn Mỹ cho nên là với những khoa học cơ bản mà Trung Quốc nó hơn Mỹ mà đoạt giải hết của Mỹ như vậy thì cuối cùng thì nó cũng sẽ vượt qua Mỹ, đúng không ạ? Nhất là năng lực công nghiệp của nó khủng hơn Mỹ gấp nhiều lần. Như vậy thì câu chuyện nó cũng giống như là dầu của Nga, nếu mà trong trường hợp một cách ly một phát thì cấm vợ, uh, lạm phát của Mỹ nó sẽ ở một cái mức độ siêu to khổng lồ không ai có thể tưởng tượng được. Và tất nhiên không chỉ ở Mỹ, toàn thế giới tất nhiên là bây giờ người tận ta cũng nói rằng là nếu không có hàng Trung Quốc thì nhập ở những cái hàng khác trên thế giới đúng không ạ à, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy ở trên thế giới sẽ cạnh tranh nhau để mua những nguồn hàng khan hiếm chất lượng thấp và nó không hiệu quả từ Bolivia, từ các nước Nam Phi, từ các nước Latin, các nước Đông Nam Á, các nước Nam Á, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy thử xem là thế giới có thể mua được những nguồn hàng đấy nó hiệu quả như thế nào với Trung Quốc ở cái yếu tố thứ hai mà chúng ta phân tích. Yếu tố thứ nhất có nghĩa rằng là từ 100 đô nó tạo ra được từ 270 cho đến 700 đô giá trị kinh tế toàn cầu. Còn yếu tố thứ hai là trong trường hợp đúng không ạ mà nó bị cách ly thì thế giới sẽ phải trả một cái giá như thế nào à, với 1.000 tấn hàng hóa Trung Quốc sản xuất. Hàng Trung Quốc sản xuất 1.000 tấn hàng hóa. Vâng. Thì ở Ấn Độ sản xuất được uh, 85 tấn. Có nghĩa là bằng uh, 1 phần 12 của Trung Quốc. Ở Việt Nam chúng ta tuy là nhỏ Ấn Độ nhiều nhưng mà sản xuất cũng gần bằng Ấn Độ. Tức là tầm khoảng 8, 80 tấn. Tức là và cũng bằng tầm khoảng 1 phần 12 hơn tí. Nước đứng thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ 50 tấn bằng 1 phần hai Trung Quốc nước sản xuất khủng khiếp nữa là Mexico ở 30 tấn tức là bằng 1 phần ba Trung Quốc tức là năm cái nước sản xuất lớn đáng kể đúng không ạ ờ, là Ấn Độ chúng tôi vừa nói những nước nào Việt Nam rồi là thổ nhĩ Kỳ uh, Bangladesh và Mexico những cái nước mà bây giờ đang có cái tỷ lệ phát triển uh, GDP khá tốt đấy trong đó có Việt Nam của chúng ta đúng không ạ thì cộng lại mới bằng chưa được 30% cái năng lực sản xuất của Trung Quốc. Và đấy là một sự thật. Chưa bằng 30%. Có nghĩa rằng là thế giới sẽ phải cạnh tranh, đúng không ạ? Để mà mua một cái nguồn hàng thay thế Trung Quốc với một cái mức giá uh, cao hơn rất nhiều. Cao hơn gấp nhiều lần. Uh, lâu hơn rất nhiều. Chất lượng chưa chắc đã bằng. Thậm chí là không tốt bằng. Nói chung là không hiệu quả bằng. Đúng không ạ? Đấy, chúng tôi nói với quý vị rồi, uh, gọi là tôi có mua cái bóng điện uh, uh, năng lượng mặt trời của Trung Quốc, mà cách đây mấy năm rồi quý vị ạ. Đây, bây giờ nó vẫn sáng kìa. Nó chỉ có đâu nó mấy chục nghìn đồng thôi, mà mua trực tiếp ở bên đấy hỏng cái, nó trả luôn một cái khác. Vâng, bây giờ nó vẫn sáng, mà nó rất đẹp. Đấy, mình nói như vậy để mình cho thấy rằng là nếu quý vị quay trở lại cái đèn đấy cách đây khoảng độ một hai chục năm, có thể nó có giá tới hàng triệu đồng. Đúng ạ. Rõ ràng là như vậy. Bây giờ thậm chí nếu mà mình ra các quán hàng bán bóng đèn ở ngoài đường nhé. Thì nó cũng có giá vài trăm nghìn mà thậm chí nó cũng có thể lên một triệu. Như tôi nói với quý vị là người ta mua Trung Quốc về. Người ta cộng giá trị gia tăng vài lần mà người ta bán. Và vẫn có người mua. Đúng không? Bởi vì giá của nó quá rẻ. Đấy thì cái câu chuyện nó nằm ở cái chỗ đó. Có cái thời mà những cái năm 90 bao nhiêu đấy. Chỉ có nhà giàu thì mới có đèn nhấp nháy thôi quý vị ạ. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ ông nào nghèo thì mới chơi đèn nhấp nháy. Và, và bây giờ cái yếu tố mà nó cái không kém quan trọng là trong những năm vừa qua với cái việc mà Trung Quốc có thể nói rằng là mình nói gọi như là họ đã chi phối nền kinh tế thế giới đúng ạ nhờ cái năng lực sản xuất công nghiệp của họ như vậy tiêu dùng của họ như vậy cho nên là người dân của Trung Quốc đã giàu lên cái đấy là một cái mà quý vị nhìn đã thấy đúng ạ Trung Quốc bây giờ thất nghiệp nhiều bởi vì tại sao bởi vì dân nó giàu lên nó không có làm những cái việc mà nó mình gọi là hạ đẳng so với họ ngày xưa nữa đúng ạ Đấy, thế thì câu chuyện rằng là gì là cái thị trường chị tiêu dùng của Trung Quốc nó rất khủng khiếp Bây giờ thì tôi không nhớ là cái uh, tiêu dùng nội địa ở Trung Quốc nó mười mấy tỷ đô đấy chính phủ Trung Quốc nói rằng là họ chỉ đáp ứng được 40% cái tiêu dùng nội địa trong nước thôi mà họ sẽ nhập tới 60% ở nước ngoài bởi vì nhiều yếu tố đúng không ạ chứ không phải là họ không có hàng mà nó yếu tố nó xính ngoại đấy rồi là các yếu tố khác nữa Thế thì nó tương đương với lại là bao nhiêu? Nó cũng phải đến 78 tỷ uh, À vâng, nghìn tỷ quý vị ạ Tôi tưởng là nhầm rồi Mười mấy nghìn tỷ Như vậy là nó có tới 78 nghìn tỷ Mà Trung Quốc nhập hàng của nước ngoài vào Đúng ạ Quá khủng khiếp Và nếu như mà thế giới phương Tây mà Cắt hoàn toàn Trung Quốc khỏi nền kinh tế toàn cầu Đúng ạ thì người ta sẽ mất đi một cái lượng lớn ở trong cái bảy tám nghìn tỷ đấy bởi vì phương tây đóng một tỷ trọng lớn trong việc bán hàng vào trung quốc mà đúng không ạ mà chưa chắc là cái nam bán cầu thì nó đã nghe theo nó vẫn bán thì sao mỗi một uh, trăm đô la mà một người uh, trung quốc tiêu dùng trung quốc uh, chi tiêu ấy thì trong đó có 15 đô là của ông ấn độ bán cho 18 đô của ông Nhật Bản bán cho, 15 đô của ông Hàn Quốc bán cho và 20 đô của ông ASEAN bán cho. Và như vậy là kể cả hai chiều mua, chiều bán đúng không ạ? Rõ ràng là thị trường Trung Quốc nó tiêu dùng đã, đã lớn, nhưng mà thị trường sản xuất của nó cũng càng khủng khiếp. Vì lý do này cho thấy rằng là nếu như mà phương Tây mà dại dột cấm vận Trung Quốc theo phong cách gọi là Iran style đấy, đúng không ạ? Thì chắc chắn nó sẽ là thảm họa đối với phương Tây nó còn hơn cả cấm vận với Nga rất nhiều 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 lần. Bởi vì ông thiếu cái năng lượng, thiếu cái nhiên liệu ấy thì ông có thể bị suy thoái dần dần, thiếu hàng dần dần về mặt hàng đầu vào. Đúng ạ? À. Thế nhưng mà thiếu cái hàng mà thiếu cái hàng để chi tiêu ngay ấy thì cái mức độ trực tiếp của nó dã man hơn rất nhiều. Và yếu tố ảnh hưởng của nó hơn Nga rất nhiều. À, đấy là chưa hết lại còn việc là không mua được của nó mà lại còn không bán được cho nó nữa. Vốn nó cũng là một thị trường siêu to khổng lồ. Vậy thì không chỉ dẫn tới phi công nghiệp trên toàn thế giới, lạm phát đúng không ạ? thất nghiệp, vân vân ở các nước phương Tây. Nói chung là nếu đi vào chi tiết thì nó nhiều thứ nhưng mà nói nói vo như vậy để các cụ hiểu à, và cùng chúng tôi đó là nó là một thảm họa của thế giới phương Tây. Bây giờ thì chúng ta biết rằng là thế giới phương Tây thì đang suy, Trung Quốc nó đang thịnh, bán cầu phương Nam đang thịnh. Mà nói là bây giờ bảo cách ly hoàn toàn khỏi thế giới, cách ly làm sao được khỏi thế giới phương Nam. Đúng không à. ạ? Như vậy là nếu mà phương Tây mà dại dột chơi vào thì phương Tây không chỉ suy nữa mà sụp luôn. À, có cái chuyên gia nó, họ đã tính ấy, nếu như mà Trung Quốc mất một đồng trong chiến tranh kinh tế với phương Tây thì phương Tây có thể mất tới 6 đồng. Từ 5 đến 6 đồng đúng ạ? thì nó không khác gì cái việc là bây giờ hai thằng thi một cái cuộc đấu kiếm, xem thằng nào tự đâm vào mình để chết trước, đúng ạ? thì Trung Quốc nó đâm một phát thì ông kia phải đâm sáu phát, đúng không ạ? sáu phát thì tất nhiên nó có một đòn chí mạng là đi luôn chứ còn gì. mà bây giờ ấy nếu để ý chỉ thì bây giờ chúng ta thấy là Trung Quốc nó chính vì ý thức điều đó nó đã xây con đường tơ lụa, con đường sáng kiến vành đai đi khắp nơi và được cái những bạn hàng của nó rồi, thì bây giờ cấm vận kiểu gì? trừ cấm vận của Liên Hợp Quốc Mà có thì nó cũng lạch được Đúng không ạ? Cho thấy rõ ràng là nó cấm vận thì nó chỉ không chơi với phương Tây thôi Nó chơi với hết phương ta là các ông kiếm méo tiếng này Cái con đường vành đai đấy thì ai có thể cản trở được nó Đúng không? Trên biển thì còn có thể là quấy nhiễu rồi là chặn bắt này nọ Chứ còn trên bộ này bây giờ ai mà vào mấy cái sa mạc Tat Tát Mahalan, Tân Cương, Tân Kiếc mà bắt được nó chỉ có một vài những cái uh, tuần đầu tiên nó gây ra những sự xáo trộn giống như là những cái tuần đầu tiên mà nền kinh tế nga nó có một cái uh, biến động đấy đúng không ạ thế còn sau đấy nó bình ổn xong là phương tây ăn đủ ngay và cái hậu quả của cấm vận cách ly hoàn toàn trung quốc nó sẽ khủng khiếp hơn so với cấm vận nga rất rất nhiều lần Vâng, cái điều này ấy, nó nói ra người hỏi câu hỏi này ấy, mà cho thấy một điểm rằng là thực sự Phương Tây cũng muốn lắm, đúng không ạ? Cũng kinh hoàng rồi, hoảng loạn rồi, à, mới hỏi những cái kiểu như này, nhưng mà rõ ràng là họ đều biết đúng không ạ, là cái thời kỳ họ làm chủ cái trái đất này nó đã kết thúc rồi. Bây giờ cũng là một cái điều tuyệt vời nếu mà tất cả mọi thứ bây giờ nó vẫn còn tốt đẹp, nếu mà chúng ta phương Tây lẫn phương ta cùng nhau đa cực hóa thế giới, từ nay thì mỗi người có thể làm ít thì ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, mà có tiền thì khoác ba lô lên đi du lịch, đúng không ạ? ra bãi biển ăn hải sản uống bia, chẳng cần phải lo gì cái chuyện lật đổ mới lại uh, cách mạng này cách mạng kia ám sát này nọ nữa, đúng không, quý vị như thế có phải sướng hơn cho tân toàn cầu hay không? Và câu hỏi tiếp theo là có thật là nước Mỹ và Liên Minh NATO, G7, EU đã thua nga ở Ukraine rồi hay chưa? Tại sao bây giờ họ lại đổ lỗi cho việc thua là cái quan hệ kinh tế của Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Vâng, đổ lỗi là một cái vàng một cái căn bệnh của phương Tây đúng không ạ? Thực tế thì họ cũng như chúng ta thôi không có căn bệnh đấy. À, chúng ta nhớ rằng là khi mà châu Âu đang ở cái thời thịnh đúng không ạ? Thì họ không có đổ lỗi. Ukraine trong cái thời thịnh họ không có đổ lỗi khi họ thắng Nga đúng không ạ? Họ nói rằng họ đang thắng. Ấy thì họ không có đổ lỗi. Thế nhưng mà khi mà người ta thua, thì người ta tìm cách người ta đổ lỗi, đúng không ạ? À, bây giờ thì như tổng thống Mỹ ấy, cứ nói ra thì ông ấy đều đổ lỗi tất cả các vấn đề là do Trung Quốc. Còn những người ở Châu Âu à, bây giờ thì cuộc sống khó khăn, nền kinh tế thì lao đào. À, và như bà Ursula von Leyen bái nói hôm qua, đúng không ạ? Là Putin đang cố chơi chúng ta và cướp đi tương lai của chúng ta nói chung là tất cả đều do putin trong khi đó thì nói thật ra là tất cả những đoàn cấm vận và hạn chế thì đều do phương tây nhắm vào nước nga đúng không ạ nước nga cho dù là họ có muốn lắm họ có muốn cho putin, uh, eu nhận trái đăng lắm họ cũng không bao giờ chủ động để mà gọi là kiếm chuyện bởi vì họ là người cần tiền cơ mà cho nên cái câu chuyện rằng là người ta đổ lỗi để mà đổ trách nhiệm cho người khác và tất nhiên chỉ là những người lãnh đạo thôi còn những người dân người ta cũng biết thừa đúng không ạ và tất nhiên là thảm hại đúng không ạ? À, một người mà khi gặp thế xa cơ lỡ vận, nếu tiếp tục đổ lỗi thì anh ta càng à, xuống dốc. Cách tốt nhận à, tốt nhất là chấp nhận cái lỗi của mình. Chấp nhận nhìn thẳng vào những sai lầm của mình đúng không ạ? À, để học hỏi để mà vươn lên. Bây giờ chúng ta hãy thử xem đến cái phần quan trọng đầu của câu hỏi, đó chính là cái phần quan trọng nhất. Đúng thực là tất cả 40 nước trong đó có NATO, trong đó có G7, trong đó có Ukraine, trong đó có EU, đúng không ạ? trong đó nhìn chung là cả thế giới phương Tây nói đúng ra là như vậy, thực sự đã thua và thua tất cả mọi thứ. Nói ra thì dài dòng nhưng mà nói nhanh có thể thấy ngay là chẳng hạn như là đồng rúp, đúng không ạ? Đồng rúp của Nga uh, tưởng rằng là phương Tây sẽ đánh quỵ cái đồng rúp đó và biến thành cái đống gọi là đồng nát. Nhưng mà bây giờ cuối cùng thì đồng rúp nó đang củng cố và nền kinh tế của nước Nga theo sức mua ngang giá trở thành nền kinh tế lớn nhất của châu Âu. Còn trong khi đó những nền kinh tế lớn nhất của châu Âu thì bây giờ nhận trái đắng, đúng không ạ? Chỉ cần nhìn vào nước Đức bây giờ chúng ta đã biết. Và các cái giới chính trị gia của các nước này thì có thể nói là nhặng lên, đúng không ạ? Ngày xưa quê tôi hay gọi là nhặng lên như chó đứt xích đấy. Đấy, tức là trong một cái trạng thái cuống cuồng, hoảng loạn, tuyệt vọng câu chuyện uh, tôi nghĩ rằng trong cuộc chiến này ấy, những người châu là những người rất xứng đáng để nhận những cái điều này đúng không ạ bởi vì uh, họ đã mù quáng để mà nghe theo những người mỹ trong khi đó thì ở trên chiến trường thì người nga không có dấu hiệu dừng lại đúng không ạ mình nói công tâm thì đúng là trên chiến trường bây giờ nga đã chiếm thêm nhiều lãnh thổ và các vùng lãnh thổ đấy là những cái vùng đông dân nhất, tài nguyên nhiều nhất còn lại thì những cái vùng lãnh thổ khác có nhiều người dân tinh túy của ukraine thì bây giờ gọi là đi tìm những cái tị nạn ở châu âu nhìn chung chúng ta có thể nói rằng đây chính là một cái trò mà châu âu đã tự uh, tự tay bóp đúng không ạ nói một cách chi tiết thì chúng ta có thể thấy là bây giờ về mặt uh, chiến sự thì sao Tất cả những cái vũ khí mà được phương Tây chuyển cho Ukraine bây giờ đã hầu hết đã bị phía Nga phá hủy hết trên chiến trường rồi. Lúc đầu sang thì nó cũng chỉ có một cái nhiệm vụ là là nó làm cái chậm lại cái bước tiến của người Nga, đúng không ạ? Chứ nó không thể ngăn cản được. Điều đấy ai cũng biết, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn cứ cố làm đổi rêu dao và chờ đợi cái phép màu xảy ra. Cô lập kinh tế, cô lập chính trị, nước Nga. Cuối cùng thì không những nước Nga không bị cô lập, mà bây giờ thì nước nga càng ngày càng tích hợp với thế giới hội tụ với thế giới sâu sắc hơn chúng ta cứ nhìn vào những sự kiện gần đây của người nga tổ chức thì biết đúng không ạ có thể nói bây giờ mà nga muốn tổ chức cái gì ấy, thì là rất nhiều người tham dự đấy là một cái điều đơn giản để nói rằng là sức hút của người nga là rất lớn tại thời điểm này thế còn thực tế thì bây giờ xã hội phương tây mới là xã hội bị cô lập vì họ đang cổ suý đúng không ạ theo đuổi lý tưởng hóa những cái lối sống mang tính chất là thoái hóa tiến hóa ngược của nhân loại sự kết dính của xã hội nga càng ngày càng tăng trong suốt cái quá trình họ thực hiện cuộc chiến bây giờ nếu quý vị nhìn những ngày gần đây uh, những cái việc người ta cứ tranh cãi nhau về gửi vũ khí này gửi vũ khí kia máy bay này máy bay nọ nó chỉ còn mang cái tính chất nó đãi bôi Đúng không ạ? Nó làm cho qua chuyện nó khoán thôi Còn nó không còn cái đam mê Nó không còn tâm nữa rồi Bởi vì người ta biết thừa những vũ khí đấy sang Thì cũng chỉ cắn trộm được cái này cái kia thôi Nó không thay đổi được cái điều gì cả Bây giờ thì 700.000 quân Đã biến mất trong một cuộc chiến Mà không ai biết là nó đi về đâu Đúng không quý vị? Làm gì có một cái điều mà nó nó kinh khủng như vậy 800, 700.000 người lính Mất tích trong khi chính phủ nói rằng là chỉ có 31.000 người bị tử thương và nhận cái tử tuất gia đình ấy. Bây giờ thì các quốc gia NATO cũng bàn bạc về cái việc gửi quân đến mặt đất để đánh nhau với lại Nga ở đất Kiev, ở đất Ukraine. Nhưng mà cái điều đó nó chỉ mang tính chất là gọi là trêu ngươi mà thôi. Làm gì có chính nghĩa gì để đánh, đúng không ạ? Quân U... NATO là quân phòng thủ mà. Ukraine có phải là NATO đâu. Tại sao những người công dân NATO họ đang gọi là ăn sung mặc sướng lại tự nhiên phải vào để chờ chết ở đấy, đúng không ạ? Họ là những nước dân chủ đâu chấp nhận chuyện đó. Bây giờ ADIPKA đã sụp đổ và đấy nó chỉ là cái điểm bắt đầu của một cái xu thế sụp đổ gọi là trên quy mô lớn hơn mà thôi. Có nghĩa rằng là khả năng Ukraine sẽ mất thêm đất, đúng không, quý vị, cái đấy mình không muốn nói nhưng thực tế cái đấy là cái chuyện sẽ xảy ra. Kinh tế châu Âu thì thực sự là tôi cũng không dám cá, dám chắc nhưng mà cái suy thoái, ở cái xu thế nó cứ như này thì cũng rất khó để có thể lật kèo. Nhưng mà tôi có thể khẳng định rằng là châu Âu không bao giờ có thể quay lại được cái thời kỳ hoàng kim của nó nữa. Đúng ạ? Phải có một cái gì đó vật chuyển sao rời nó hoặc là nó chờ đợi nhiều thế kỷ nữa thì may chăng chứ còn bây giờ thì họ đã sống trong cái thịnh thế quá lâu, đúng không ạ? Thịnh thế sinh ra những người lãnh đạo yếu đuối. Và đó chính là những cái thế hệ đó bây giờ đang lãnh đạo châu Âu. Và nói thật, kể cả là trời không muốn làm như thế với người châu Âu, thì người Mỹ cũng không tha. Nhìn chung là chúng ta có thể nói rằng là còn quá nói để quá sớm để nói về thất bại hay là chiến thắng. Nhưng mà rõ ràng tại thời điểm này so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến thì người Nga có một cái vị thế chiến thắng nó lớn hơn rất nhiều. đúng không ạ Và Ukraine dường như không có khả năng, không còn một tí khả năng nào để chiến thắng. Còn lại thì nó là cái chuyện mà nó hòa hay nó thua như thế nào mà thôi. Tuy nhiên thì trong cuộc chiến này, tôi nghĩ rằng những thứ lên trên chiến trường thì nó ít, uh, nó nó quan trọng nhưng mà nó là một mảng thôi, đúng không ạ? Uh, một trong những cái điều mà chúng ta đến với một cái nền tảng như thế này uh, về một cái thế giới đa cực có nghĩa rằng là nó cái điều quan trọng và lớn lao hơn nó đang diễn ra đó là bây giờ lần đầu tiên khi cuộc chiến nó 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 bùng nổ, lần đầu tiên thế giới của chúng ta nó có một cái cơ hội để nó tiến tới một thế giới đa cực, một cái thế giới đa cực có nghĩa rằng là là một thế giới phát triển bền vững, hòa bình bền vững. Sự kiện này nó đã đoàn kết toàn bộ cái sức mạnh của Nam bán cầu đúng không ạ? À, cơ hội trời cho thiên thời địa lợi nhân hòa. Có những người lãnh đạo và một cái như là Putin và một cái người đi tiên phong là nước Nga dám chấp nhận những hy sinh đúng không ạ? có một cái tay chơi uh, kinh tế là Trung Quốc để có thể đấu với lại kinh tế của phương Tây và có một cái uh, cộng đồng uh, hàng trăm nước chiếm tới 80 mươi mấy phần trăm dân số thế giới và đặc biệt là cái uh, cái gọi là thế nó đang hưng đúng không ạ đang thịnh lên xu thế nó đang lên điều đấy là cái điều nó quan trọng nhất có nghĩa là đang trỗi dậy mà cái điều này thì tại sao là chúng tôi nói với một cái vẻ hân hoan, bởi vì nó không có xấu cho bất kỳ ai, kể cả những người Mỹ, những người phương Tây. Khi thế giới như thế được thiết lập ra thì tất cả người dân trên thế giới có cơ hội để mà có một cái sự tiếp cận tới một cái thế giới nó công bằng hơn, đúng không ạ? Bởi vì người ta sinh ra thì đâu nhất thiết là người ta phải trở thành bá chủ đâu, thì người ta mới hạnh phúc đâu quý vị? Đúng không ạ? Làm được những điều mình thích và làm được những cái 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 thỏa cái trí tăng bồng ước nguyện của mình nó là cái mục tiêu trong cái cuộc đời của mỗi người chứ không phải là mục tiêu là đè đầu cưới của người khác vâng như vậy rõ ràng là thua rồi đúng không ạ thua nhưng mà là thắng bởi vì là thua như thế này thì sẽ có cơ hội để chiến thắng đúng không ạ trong một cái chính nghĩa trong một cái thế giới hòa bình chứ không có mất mát cái gì đi điều đáng tiếc là những cái người xấu số uh, kể cả hai bên các bên nó đang phải chết ở trên chiến trường ở trên chính trường đúng không ạ quý vị đừng coi thường những cái chết chóc từ những cái thảm họa súng đạn được uh, gọi là ma túy uh, những cái tệ nạn tội phạm xã hội từ những cái chính sách phục vụ cho những cái giới tinh hoa chính trị nhưng mà cuối cùng thì cả xã hội phải trả giá, đúng không ạ? Cái đấy là cái mà nó đang rõ ràng đang diễn ra ở các nước phương Tây. Hôm nọ tôi tiếp cận được một cái uh, thông tin từ những cái cơ quan mà người ta đánh giá báo chí phương Tây quý vị. Thì uh, cái lượt xem ấy của các cái tờ báo từ CNN, BBC cho tới các cái tờ báo lớn mà nói tiếng Anh ấy thì uh, trong 10 năm qua nó lao dốc như thế này. Cái lượt xem nó như thế này quý vị ạ. Đấy. Nó cứ xuống như thế này thôi và tỷ lệ vote ấy, tức là ủng hộ thích ấy, nó cũng xuống theo như thế này Đấy. cái điều này nó cho thấy một cái vấn đề rằng là từ lâu đúng không ạ họ đã trở thành những công cụ tuyên truyền cho cái thế giới tập đoàn trị ngày xưa thì những người như chúng tôi ấy là ngày nào cũng xem cnn đấy và rất tin vào những cái nguồn tin của họ Ngày xưa nếu quý vị so sánh ấy, thì cái tờ báo CNN ngày xưa nó cũng giống như các cái tờ báo của mình bây giờ, báo giấy của mình ấy, cũng vào cái thời điểm đó. Thế nhưng bây giờ quý vị lên xem báo giấy và cái báo mạng của các cái tờ báo giấy bây giờ ấy, đúng không ạ? Thì cơ bản các bài ấy, nó là các cái bài PR rất nhiều, nó trá hình là bản tin nhưng mà cơ bản thì nó là PR lúc nào cũng mấy kể cả đài truyền hình các thứ cũng nói là sức khỏe sinh sản rồi là sức khỏe đàn ông nhưng mà cuối cùng thì đến cuối chương trình lại bắt đầu giới chương trình giới thiệu thuốc đúng không ạ <laughs> kiểu như vậy và các tờ báo của phương tây bây giờ nó cũng thế thôi nó chẳng qua nó được trả trước đúng không ạ để mà thực hiện cái luận điệu như vậy và đọc bao giờ chúng ta cũng thấy những cái tiêu đề nó mang tính chất định hướng à, những cái tiêu đề trẻ em ở ukraine thì bị putin tàn sát Đấy, bị lính của putin tàn sát còn trẻ em ở giải Gaza thì bị ngừng sống quý vị ạ. À? Cũng là chết thôi nhưng mà một ông thì bị tàn sát bởi Putin với quân đội Putin. Còn bên kia là bị ngừng sống. Thế mới chết không cái chứ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày, một đêm, mùng 8 tháng 3 vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc bên những người thân yêu